Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển U Bí Quảng Ninh vừa tiếp nhận trường hợp bà Phạm Thị Cờ, 59 tuổi, trong tình hình có một nốt sùi trên sóng mũi do bệnh rộn ung thư da. Bà Cờ cho biết mũi bắt đầu xuất hiện những nốt sùi trên khoảng 2 năm nay, nhiều khi có hơi đau nhức, Nghĩ là nốt ruồi thông thường nên bà chủ quan không đi kiểm tra. Gần đây thấy nốt sùi to nhanh, dễ chảy máu khi rửa mặt nên bà mới đến bệnh viện thăm khám. Bà Cờ không ngờ nốt ruồi trên mũi mình lại quá bệnh ung thư da nguy hiểm. Theo bác sĩ Tạ Thị Trà, bệnh nhân có một nốt sùi trên sống mũi si dây 1-2cm, đang sưng, đau, chảy máu. Nghi ngờ đấy là biểu thị của ung thư da, những bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm mô bệnh học Anh có tóm lại ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng thịnh hành của ung thư da bệnh truy cải cách và phát triển chậm ăn thường cải cách và phát triển ở vị trí đầu ăn cổ, nhưng nếu như không phát hiện sớm tổn thương hoàn toàn có thể lan rộng, xâm lấn tổ chức xung quanh gây biến dạng ăn làm rối loạn tác dụng của những cơ quan ở kề bên như mũi, miệng, mắt. Thông thường trong công việc cải cách và phát triển bệnh sẽ không tồn tại biểu thị rõ ràng hay bất thường, chính vì vậy nhiều khi dễ bị bỏ qua người dân cần thận trọng khi thấy xuất hiện những bất thường trên da, mặc dù cho là nhỏ dài nhất cũng nên đến những cơ sở y tế để khám ăn điều trị kịp thời, tránh tư tưởng chủ quan khiến cho bệnh diễn biến phức tạp gây gian trung cho công việc điều trị, bác sĩ trà khuyến cáo. Đây là những quan niệm sai lầm về ung thư da nhiều bạn cần chú ý.